Đi đâu mà tiện? Những người làm quan á đều bao che cho nhau. Chu Động luôn muốn tìm phương thuốc mới, dùng người tha hương thử thuốc. Là Trịnh Ninh ra lệnh quan binh dưới tay giết hết số lão ba tanh đó. Thi thể của họ được chôn chung một đống. Đáng chết! Người thảo dân buôn kiện là Tri Châu Đoan Châu Châu Đông. Thà giết lầm chứ không được bỏ sót. Nếu giết lầm thì cứ để trẫm gánh lấy. Một khi phía sau tội ác là uy quyền tối thượng, khi ấy bá tánh chỉ còn biết mang nỗi đau và những nỗi quan thiên cậy nhờ vào một người. Đó chính là huyền thoại xử án Thanh Thiên Bao Chưởng. Bao Chưởng? Chẳng lẽ khai phong phủ của khanh lớn hơn vị thái phi nương nương của triều đình đại tống này hay sao? Nương nương muốn giữ mạng của Trịnh Ninh à? Vậy xin hỏi nương nương, 47 sinh mạng già trẻ ở Hồng Châu kia thì ai sẽ giữ lại? Gây cấn, hấp dẫn và xúc động. Khai Phong Kỳ Án phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ tháng 6 ngày 8 năm 2015 trên kênh VMAX.